Nhật Lệ xin mến chào quý thính giả đã đến với kênh Radio Hay Quý vị và các bạn thân mến Xã hội ngày nay đã thay đổi cơ bản Vai trò của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội đã khác xưa Và do vậy, vai trò của những người con dâu trong gia đình cũng khác Tuy nhiên, đó đây vẫn còn thấp thoáng những cảnh đời còn lắm những chữ trêu Trong câu chuyện của chúng ta hôm nay Có một bà mẹ chồng luôn kiểm soát con dâu coi cô như người vừa phải gánh vác kinh tế gia đình vừa lại phải mang vai trò của người giúp việc một bà chị chồng tinh ăn mù làm còn lắm chuyện thị phi một nàng dâu cam chịu tới mức nhu nhược một người chồng thương vợ nhưng rồi cũng chẳng thoát khỏi cái bẫy của người chị câu chuyện với những tình tiết hấp dẫn chắc chắn sẽ làm xuất hiện ở người đọc người nghe chúng ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc có thể khiến cho chúng ta cũng bức xúc mà thốt lên rằng thời đại nào mà còn tồn tại những cảnh đời như này. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện qua lời kể của nhà lễ nhé. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ và đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận cũng như đăng ký kênh để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé. Câu chuyện xin được bắt đầu. Thu mở cổng, nặng nhọc đẩy chiếc xe vào nhà Bà Hoa mẹ chồng cô đang trong bếp Tay còn cầm cái chân cua đang ăn dở Nghe tiếng mở cổng Bà vội ngó ra ngoài Thấy Thu bà Hoa trột dạ chạy vào trong Nói với Linh Đứa con gái còn đang say xưa bẻ chân cua ăn ngấu nghiến Chẳng quan tâm gì xung quanh Linh cất đĩa cua với nồi cháo lên phòng con đi Cái Thu nó về rồi đấy Linh nghe thấy thế Mặt nhăn lại lộ ra vẻ không hài lòng Rồi cũng vùng vàng bỏ con cua đang ăn xuống cất dọn Thu mệt mỏi đi vào nhà, bà Hoa đã dọn dẹp xong, thản nhiên ngồi lướt điện thoại. "Con chào mẹ, con mới đi làm về ạ." À? Bà Hoa không đáp, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Thu đã quen với thái độ như vậy của mẹ chồng, cô không để ý nhiều, định đi lên phòng. Vừa bước chân lên cầu thang thì bỗng bà Hoa như nhớ ra điều gì đó. "Mà hôm nay 20 rồi đúng không, cô lấy lương chưa?" thu sực nhớ ra quay lại trả lời dạ công ty vừa bán lương xong mai con đi rút tiền rồi gửi mẹ nhé bà hoa tỏ vẻ không hài lòng sao nãy trên đường về không rút luôn đi con đợi mai mới rút con về đến cổng mới thấy tin nhắn báo lương con sợ nếu quay ra đi rút thì muộn giờ nấu cơm mất nên con định để mai ạ bà hoa dù khó chịu nhưng đành im lặng chỉ hờ một tiếng cứ ngỡ thế là hết chuyện thu định quay lên phòng thay đồ thì Linh từ trên đi xuống giọng mỉa mai Ôi dào chẳng biết có thật thế không Hay định ỉm đi Mang về bước cho nhà mẹ đẻ Nói rồi Linh ngúng nguẩy đi xuống kéo ghế ngồi cạnh bà Hoa Mẹ Mẹ cứ thế này Nó đem hết về nhà cho mẹ đẻ nó đấy Bà Hoa thấy con gái nói thế lại lên nước Đúng rồi Hay cô định đem về nhà mẹ đẻ cô Đi làm dâu nhà người ta rồi Chưa làm được việc gì Đến tiền cô cũng định bòn rút về cho mẹ đẻ cô giỏi quá đấy cô thu ạ à. nghe thấy thế linh đắc thắng nhìn thu chờ xem cô phản ứng ra sao thu nghe thế thì liền luống cuống giải thích con không dám thế đâu mẹ tháng nào con cũng đưa tiền điều đạn cho mẹ mà lương của con có từng đó con đưa hết cho mẹ rồi lấy đâu ra nữa mà đem về cho mẹ con ạ à? linh liền gân cổ lên ai mà biết được cô ngày nào cũng đi sớm về khuya dạo trước còn tăng ga gì đó chẳng lẽ không được thêm tiền mà tháng nào cô cũng đưa mẹ đúng 10 triệu Số tiền tăng ca kia Cô chẳng đem cho mẹ đẻ cô à Chị Linh Chị đừng nói thế mà oan cho em Nhà em nghèo thật Nhưng từ ngày về đây làm dâu Em chưa từng đem một đồng nào của nhà mình cho mẹ đẻ em cả Chị nói thế là vu khống em đấy Linh đuối lý Quay sang kéo tay bà Hoa Giọng óng hẹo oan nước Mẹ kìa Mẹ thấy nó ghê chưa Còn quát cả chị chồng là con đấy sau này có khi nó còn định chửi cả mẹ Bà Hoa nghe con gái nói thế Liền đứng phát dậy Chỉ tay vào mặt Thu Cô bây giờ giỏi lắm Dám cãi chị chồng Sắp trèo lên đầu tôi ngồi rồi đấy hả Ôi làng nước thiên hạ ơi Tôi còn sống sờ sờ Mà con dâu nó đã láo Bòn rút của nhà chồng về cho mẹ đẻ Lại còn cãi trên cãi dưới không có ai ra gì nữa rồi Bà Hoa cứ lu loa lên Linh ngồi cạnh Vẻ mặt đắc thắng lắm Nhìn Thu cười cợt Thu thấy mẹ chồng cứ nói vậy mãi cũng không hay Làng xóm xung quanh người ta không biết lại tưởng thật Nhỡ đến tai mẹ đẻ cô lại khiến bà buồn lòng Mẹ, mẹ đi vào đi, hàng xóm người ta cười cho đấy Cười kệ người ta Cô xấu hổ vì sợ người ta cười Chứ tôi xấu hổ vì có đứa con dâu như cô đấy Mẹ, thế bây giờ mẹ muốn gì? Dường như biết bản thân đã đạt được mục đích Bà Hoa ngừng lại ngay Cô đi rút tiền ngay về cho tôi không mai miếc gì cả. Mẹ, bây giờ tối rồi, con còn nấu cơm. Cơm nước lát nữa nấu, cô đi ra rút luôn cho tôi. Nhìn thái độ của mẹ chồng lại cả vẻ mặt thản nhiên sau khi gây chuyện của Linh, Thu hiểu nếu hôm nay cô không đưa tiền thì sẽ chẳng thấy yên ổn. Được rồi, để con đi rút tiền. Thu quay ra sân mở cổng, rồi dắt cái xe nặng trịch ra. Từ trong nhà, Linh còn nói vọng ra: "Nhanh mà về nấu cơm đấy." mẹ đói lắm gì đấy thu nuốt nước mắt vào trong phóng xe đi lát sau cô về bà hoa với linh đã đợi sẵn ở cổng chưa đợi thu cởi bỏ mũ bảo hiểm bà hoa đã hỏi tiền đâu mẹ cho con cởi mũ đã cởi mũ sau đưa tiền cho tôi thu chán nản rút ra sấp tiền đưa cho bà bà hoa thấy tiền thì sáng mắt lên giơ tay đếm đếm linh đứng cạnh cũng dán mắt vào nhìn hai người tập trung vào đống tiền Đến mừng chàng còn để ý liêm sỉ vào mọi thứ xung quanh Thu thở dài nhìn mẹ chồng với chị chồng Rồi đi vào nhà nấu cơm tối 7 giờ tối Kiên mới về đến nhà Thấy vợ đang nấu cơm Anh lấy làm lạ Vì bình thường giờ này Anh về thì mọi thứ đã xong xuôi Anh chỉ việc tắm rồi xuống ăn cơm thôi Kiên vào bếp hỏi vợ Sao hôm nay em nấu muộn thế Thu đang dở tay rán đậu Thấy chồng về mới nhìn một cái Chưa kịp trả lời thì tiếng linh đã vọng từ phòng khách vào nó đi la cà ở đâu về muộn chứ sao thu định cự cãi nhưng kiên dường như chẳng quan tâm anh nghe chị gái nói thế thì quay lại bảo cô lần sau em cố gắng về sớm hơn nhé rồi anh đi thẳng lên phòng để mặc vợ với nỗi ấm ức và bữa cơm đang nấu dở thấy thế linh liền nói lớn như cố ý để thu nghe thấy mà ai chẳng có cơm tôi đi lên phòng đây lát khỏi cần gọi rồi liếc mắt về phía bà Hoa ra dấu Bà Hoa hiểu ý cũng đứng dậy Thôi tôi cũng đi lên Nấu bữa cơm mãi không xong Hai mẹ con Linh lén nhìn Thu một cái Rồi kéo nhau lên phòng Háo hức được ăn nốt đĩa cua Với nồi cháo hải sản khi nãy còn chưa xong Sáng Thu chuẩn bị đi làm Thì mẹ chồng gọi lại Mẹ gọi con ạ à? Bà Hoa ngồi trên ghế trường kỷ ở phòng khách Bên cạnh là Linh đang rũ móng tay Chân gác lên bàn Thấy Thu vào, bà Hoa đưa cho cô tờ giấy trước mặt. Thu tò mò nhận lấy xem, bên trong viết tên một loạt món ăn, nào là cua chiên, tôm hấp nước dừa, cá thu áp chảo. Cô ngẩng lên định hỏi mẹ chồng thì bà Thu đã trả lời luôn, "Tối nay tôi mời mấy người bạn sang chơi rồi ăn cơm, họ hẹn tầm 7 giờ đến đấy, cô liệu mà về nấu nướng, đây là thực đơn." Thu không giấu được sự hoang mang, mấy món này cô từng ăn ở tiệc công ty. Nhưng chưa từng nấu, làm sao mà nấu được? Hơn nữa, chiều cô về thì cũng 5 giờ, còn phải đi chợ mua đồ rồi nấu nướng thì sao mà kịp được? Mẹ ơi, sao mẹ không đặt nhà hàng? Chứ mấy món này con không biết nấu đâu ạ. Nhà hàng thì tốn bao nhiêu tiền hả? Cô có cái thói tiêu hoang từ bao giờ vậy? Bà Hoa nói động đến tiền là bắt đầu gắt gỏng, Ly ngồi cạnh cũng ngừng rửa móng tay. Mẹ ơi, nó lười không muốn làm đấy. Chứ mấy món này ai mà chẳng nấu được Bà Hoa nghe xong Được đà nhiếc móc con dâu Mấy món này có gì mà không biết nấu Công thức trên mạng thì đầy ra Mẹ chồng vừa mới nhờ một tí Mà đã từ chối Còn đòi đặt nhà hàng Thế này của núi cũng hết vì cô Mẹ con không có ý đấy Nhưng con không biết nấu thật Không nói nhiều Chiều về sớm mà đi chợ nấu cơm 7 giờ khách của tôi đến mà không xong Cô đừng trách tôi đấy Biết chẳng thể nói thêm Thu đành im lặng chấp nhận Nhưng mẹ ơi Còn tiền đi chợ mua đồ Nghe đến tiền Bà Hoa lại khó chịu ra mặt Nhưng khó chịu cũng phải chịu Vì bà đã cầm hết lương của Thu Bây giờ không đưa Cô lấy đâu ra mà đi chợ không Bà Hoa vào trong lấy tiền Rồi vứt tuẹt xuống bàn Có mấy tờ vì vứt mạnh quá mà bay xuống đất Đấy tôi tính đủ hết rồi Không có thiếu đâu Thu nhìn từ đèn vương vãi Nút nước mắt vào trong mà cúi xuống nhặt lên con đi làm ạ à? Bà Hoa không đáp Lườm lườm nhìn theo Cô đi rồi tiếng Linh vẫn vang vẳng trong nhà Có vài cái việc cũng không xong Mẹ Chiều nó vừa thôi Đến lúc nó làm tướng Thì đừng kêu với con nhé Chiều Thu cố xin xếp về sớm Nhưng chỉ được sớm thêm 30 phút Cô quáng quàng chạy ra chợ mua đồ Vì nhiều món Gia vị rồi rau dưa Khiến cô đi khắp chợ mới mua đủ Lúc mua xong cũng đã gần tối Chạy một mạch về nhà suýt rơi mất cả tiền May mà có người đi đường tốt bụng nhặt giúp cô Về đến cổng Bà Hoa đã đứng đó mặt hầm hầm Cô làm cái gì bây giờ mới về 6 giờ tối rồi Lát nữa khách về giờ đã đến Cô định để khách ngồi chầu mâm cơm chờ cô à Mẹ ơi tại đồ nhiều quá Con đi chợ hơi lâu Lúc này Linh đủng đỉnh đi ra Có vài món thôi Mà làm như nấu cỗ cho qua hiện ý Chăng lại tạt ngang tạt dọc Về nhà mẹ đẻ chứ gì Mẹ chồng nghe thế xong liền quay sang Thu Cô biết hôm nay có khách Con tranh thủ về nhà mẹ đẻ à Cô không coi lời tôi nói ra gì à Thu vội giải thích Mẹ con đi chợ nhiều đồ Nên đi hơi lâu thật mà Mẹ xem một đống đồ như thế này Làm gì còn thời gian mà đi đâu được Nói rồi Thu còn chia đống đồ ra Nào cá, nào tôm, cua Túi lớn túi nhỏ chồng chéo nhau Bà Hoa lúc này mới chịu thôi Thế không nhanh đi vào đi còn gì. Đứng đấy để tôi giúp vào hay gì? Vâng, con vào nấu luôn đi ạ. Thu vội vàng xách đồ vào nhà, tất tả nấu cơm. Còn Linh lên nhà thay quần áo, trang điểm rồi đùng đỉnh xuống nhà. Mẹ ơi, hôm nay con ra ngoài ăn nhé. Ừ, Mà có tiền chưa mẹ cho. Bà Hoa rút từ trong túi ra một ít tiền. Linh còn nhòm vào rồi nhanh tay rút thêm vài tờ nữa. Tiêu vừa thôi đấy. Dạ con biết rồi Yêu mẹ nhất Linh hôn cái chuột và mã bà hoa Rồi hí hửng cầm tiền đi mất 7 giờ hơn khách đến Thì đồ ăn cũng đã lên bàn tươm tất Bà hoa mặc một bộ đồ mới xuống xính đón khách Thu đang dọn nốt bát đũa ra Thì bà hoa đi vào bếp Rằng lấy bát đũa trên tay cô Xong rồi để tôi làm nốt cho Cô đi lên phòng đi Ở hiên trên đấy Ơ ờ, sao vậy mẹ Thu thắc mắc Cô không biết ngại à Bộ dạng cô như thế này lại còn hoàn cảnh gia đình thì nghèo rớt mùng tơi Đến lúc khách hỏi con dâu ra sao Tôi biết trả lời thế nào Cô không xấu hổ Thì tôi cũng xấu hổ chứ Thu cảm thấy ấm ức Cũng thấy tủi thân Nhưng cô chẳng biết làm gì hơn đành ngoan ngoãn nói Vâng để con lên phòng ạ Cô quay ra Bà Hoa còn nói với theo Nhớ là ở yên trên đấy đi nhá Ngồi trên phòng mình Nước mắt Thu chỉ trực trào ra Nghĩ lại hơn một năm lấy chồng Cô sống mà chẳng giống một con người. Ngày về ra mắt, bà Hoa đã không hài lòng với cô, chê cô nghèo, chê gia đình cô phức tạp vì cô có một người anh trai bị tàn tật đôi chân do tai nạn lao động. Thế nên, anh chàng lấy được vợ chỉ có mẹ cô già rồi, vẫn còng lưng nuôi con. Bà Hoa phản đối lắm, nhưng Kiên nhất định lấy cô nên cuối cùng đám cưới vẫn diễn ra. Ngày cô cưới, bà Hoa với Linh nhân lúc Kiên còn say khướt vào phòng cô nhất quyết bê thùng tiền cưới đi nói là sợ hai vợ chồng còn trẻ không biết tiết kiệm chi tiêu lung tung nên giữ hộ cho hai vợ chồng cô là phận dâu mới nói đến thế cũng chẳng dám cãi chồng lại nằm ngủ như chết cô đành chống mắt mà nhìn thùng tiền cưới bị đem đi đến hôm sau nói cho kiên anh có sang phòng mẹ đòi lại không biết bà hoa nói sao anh lại vui vẻ đi về còn nói với cô đưa mẹ giữ càng yên tâm khi nào có việc cần thì mẹ đưa nhưng thú biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện lấy lại được cả sau ngày đó bà hoa bắt mỗi tháng cô phải đưa hết lương cho bà để chi tiền sinh hoạt ăn uống của hai vợ chồng còn chồng cô mỗi tháng cũng đưa hết lương cho bà chỉ giữ lại một ít để tiêu lặt vặt thành ra từ ngày lấy chồng cô chẳng có một đồng nào đến tiền mua thêm bộ quần áo hay lọ thuốc bổ cho mẹ cô cũng không có vì mỗi lần xin tiền Bà Hoa hạch sách đủ điều Rồi kết luận là không cần thiết Và không cho Thu ấm ức lắm Nhiều lần nói với chồng xin ở riêng Nhưng Kiên cứ ngần ngừ Nói đang sống với mẹ tốt mà Và lại bố chồng mất đã lâu Mẹ có mối anh là con trai Không ở chung thì đi đâu Nhưng rồi Thu mới thấy Cuộc sống chỉ đối phó với mẹ chồng Còn dễ thở chán Linh, chị chồng của cô ly hôn về ở với mẹ chồng cô Hai đứa con chị ta cũng thả cho anh chồng Chồng một lời hỏi thăm Linh không đi làm Cả ngày không ở nhà soi mói thu Thì cũng là lên đồ Xách váy đi chơi nhảy múa Có hôm tới 2-3 giờ sáng mới về Từ ngày có Linh Cuộc sống của Thu càng thậm tệ hơn Có mẹ chồng, chị chồng ở nhà chơi không Nhưng cô vẫn phải sắp ngửa Chạy về nấu cơm dọn dẹp Thậm chí vì Linh nói tiếng xe của cô làm chị ta đau đầu nên về đến nhà thu phải tắt máy xuống xe dắt bộ vào linh còn hay khích mẹ chồng để bà hoa mắng chửi cô không ra gì thu muốn nói với chồng nhưng thấy anh đi làm đã mệt về nhà còn phải giải quyết mấy cái việc linh tinh trong nhà cô lại không nỡ cứ vậy thu chịu đựng hơn một năm nay rồi nghĩ lại những việc đó cộng thêm việc hôm nay thu càng thấy tủi thân hơn nước mắt cứ thế mà tuôn ra ở dưới nhà Tiếng nói cười vui vẻ đan xen Với tiếng ly tách chạm Để chúc tụng nhau vẫn nhộn nhịp Khuya kiên mới về Anh thấy thu nằm trên giường Tưởng cô mệt nên để cô ngủ Còn mình thì đi thẳng vào phòng tắm Lúc sau quay ra Anh mới thấy thu đang ngồi mặt buồn bã Em sao thế Anh ăn gì chưa Sao hôm nay anh về muộn vậy Kiên thản nhiên lau tóc À hôm nay mẹ bảo có khách đến đông dặn anh ăn ngoài Rồi đi đâu đó uống nước thư giãn rồi về Em sao thế Thu lúc này mới nhận ra Bà Hoa biết hôm nay mời khách Đã cố ý bảo các con bà từ trước Bảo chúng ra ngoài ăn Còn đứa con dâu như cô Lại về ở nhà phục vụ nấu nướng Rồi bị đuổi lên phòng làm thinh Chẳng quan tâm đói no Thu chỉ nghĩ mẹ chồng hơi xấu tính một chút Chứ không nên nối quá độc ác Hóa ra Bà chỉ coi cô là người ngoài Là ô xin miễn phí phục vụ gia đình bà Tùy bà sai khiến Cô lại ấm ức khóc Nhưng quay sang kiên Anh đã ngủ ngon lành từ lúc nào Cô định đánh thức Nhưng thấy anh đi làm cả ngày vất vả lại không nữa Cứ thế một mình cô lại ngồi khóc âm thầm cả đêm Buổi tối như mọi ngày Sau khi dọn dẹp phơi đồ cho cả nhà xong Thu quay về phòng Xếp đống đồ đã khô để sắp vào tủ Kiên vẫn đang tập trung với trận game trong điện thoại Miệng lâu lâu lại phát ra mấy câu chửi thề Không biết nói với ai Đang ngồi Đột nhiên Linh chạy vào phòng vứt tuyệt chiếc váy vào mặt Thu Tao nói mày điếc à con kia Tao đã nói cái váy của tao Phải được giặt tay Tại sao mày cho vào máy Để bây giờ nó quay cho cái váy của tao Thành cái gì rồi đây này Thu bất ngờ trước sự hung hổ Của chị chồng Lúng túng mất vài giây Nhìn lại chiếc váy đúng là có một vài sợi vải bị từa ra nhìn kỹ thì mới thấy em xin lỗi chăng lúc ấy em không để ý nên nhét cả chiếc váy của chị vào đó linh nghe thế liền hung hăng hơn lại càng gân cổ lên mày mù à giặt bao nhiêu lâu rồi vẫn phải để tao dậy từng cái hay gì hay tao phải đem đến trước mày rồi nhắc đi nhắc lại là phải giặt riêng thì mày mới nhớ em xin lỗi mà nó cũng bị hỏng một tí mặc lên không ai để ý đâu hỏng một tí thôi à Thế này mà một tí à Không ai để ý Nhưng tao để ý Mày muốn tao mất mặt với mọi người à Rồi Linh tiếp tục gân cổ lên Nói ra xả vào mặt Thu Kiên ngồi cạnh Vì đang vào lúc gay cấn Mà bị quấy dày Nên anh tỏ ra khó chịu Buông cái điện thoại xuống Anh nói với Linh Có cái váy thôi Mà chị làm quá lên thế Hỏng rồi thì thôi mua cái khác Em bảo vợ em lần sau chú ý hơn là được chứ gì Linh quắc mắt nhìn Kiên Cậu nói hay nhỉ Có biết cái váy của tôi bao nhiêu tiền không hả Cả tháng lương của vợ cậu có mua nổi không Mà nói nhẹ như lông hồng thế Lúc này Kiên bỗng khựng lại Cái váy của chị Mà hơn cả tháng lương của vợ em á Mà chị không đi làm thì lấy đâu ra tiền Mà mua váy đắt thế Linh đến bây giờ mới nhận ra mình nói hớ Đúng từ khi ly li hôn Linh về nhà này Mang tiếng là ở với bố mẹ để chăm nom nhưng kỳ thực là bản thân chị ta lười biếng Chỉ giỏi ăn chơi Không chịu đi làm mà toàn xin tiền mẹ Cái váy đó và tất cả những đồ hiệu phấn son cô đang dùng Đều là do chị ta lời ngon tiếng ngọt xin sỏ bò hoa mà có Linh trột dạ cứ đứng ấp úng Chị Linh, chị lấy tiền đâu ra mà mua đồ Kiên thấy sự bất thường của chị gái dồn dập hỏi thêm Thu không dám tham gia Chỉ ngồi im thiên thít một góc Đúng lúc này có vẻ như tiếng ồn ào đã làm vang đến phòng vợ chồng bà Hoa ở dưới nhà, khiến bà ngay lập tức leo lên. Chúng mày làm gì mà đêm hôm rồi còn tập trung ở đây? Còn to tiếng nữa, không sợ hàng xóm nghe thấy tưởng cãi nhau à? Linh thấy cứu tinh của mình đã đến, liền quay qua bám váy mẹ tỏ vẻ oan ức lắm. Mẹ, mẹ lên mà xem, con dâu ngoan của mẹ quăng cái váy của con vào máy giặt, bây giờ nó sơ tua hết vải ra, con làm sao mặc được nữa? Nghe thấy thế Bà Hoa đi thẳng vào nhà Chỉ vào mặt Thu Lại là cô Cô không thể làm được cái việc gì tử tế à Từ ngày về đây làm dâu Cô đã làm được cái gì nên hồn chưa Hay toàn phá hoại thế Ngày xưa sau tôi đồng ý cho thằng Kiên lấy cô cơ chứ Thu bị nói thì không dám giải thích Vì cô biết càng nói Thì mẹ chồng càng chửi thêm Kiên thấy mẹ chửi vợ liền dịu giọng Mẹ cô ấy cũng chỉ là bất cẩn một chút thêm hả à? có cần thiết phải nói đến thế không mà mẹ nên hỏi chị linh kìa tiền đâu mà chị ấy toàn mua váy hiệu giá còn hơn cả tháng lương của vợ con bà hoa nghe vậy quay sang nhìn linh chị ta vội đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ đúng là chị con nó không đi làm thỉnh thoảng là mẹ cho nó một tiền mua lâu lâu mới mua một cái không được à mẹ lấy tiền đâu mà cho linh mẹ làm gì có lương hưu đâu mẹ mà con hỏi chuyện đó làm gì Mẹ không ăn cắp ăn trộm là được Mẹ có tiền tiết kiệm của mẹ chứ Nói xong bà Hoa quay sang lườm thu Còn cô Ngồi im đấy là coi như xong chuyện à Tôi chưa thấy ai như cô Không làm được cái gì rồi Từ ngày cô về cái nhà này Lại càng loạn thêm Bây giờ còn khiến chị em nó nghi ngờ lẫn nhau Nhà tôi tốt phúc quá Mới rước được cô về đấy Rồi bà Hoa quay mông đi xuống linh với vẻ mặt đắc ý cũng đi theo không quên quẳng cho thu một cái nhếch mép khinh thường kiên lại tiếp tục chơi game thu chỉ dám khẽ thở dài một cái rồi gấp nốt chỗ quần áo trên giường sáng hôm ấy kiên đã đi làm từ sớm thu còn phải dọn dẹp chỗ bát đũa cả nhà ăn sáng rồi mới được đi làm lúc ra tứ cổng cô không để ý hai mẹ con linh đã nhìn theo ánh mắt trông ngóng cô rời đi thậm thà tậm thụt gì đó Buổi tối Thu với Kiên đang ngồi trong phòng Bỗng nhiên bà Hoa cùng Linh lao vào phòng Chị thẳng vào mặt Thu Cô lấy tiền của tôi đúng không Cô để đâu rồi Mau đem ra đây Nếu không thì đừng trách tôi Thu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Mẹ chồng đã nói xối xả vào mặt cô Kiên thấy thế thì ngơ ngác Mẹ có chuyện gì thế Chuyện gì à Linh khoanh tay lại đủng đỉnh nói Cậu hỏi vợ cậu ấy Mẹ để tiền trong tủ quần áo nhà này quanh ra quanh vào chỉ có từng đấy người thêm một lúc tối mẹ bỏ ra kiểm tra thì thấy mất Tô với cậu ở cùng mẹ bao lâu nay có sao đâu chỉ có nó nó đem về cho con mẹ với thằng anh trai tàn tật của nó nên mới cần trộm số tiền ấy thôi rồi linh quay sang chỉ vợ mặt thu mày mà không đem ra đây trả mẹ tao xem mày có sống yên với tao không kiên nghe thấy thế liền quay sang hỏi vợ thu em có lấy tiền của mẹ không Thu vội lắc đầu không em không lấy em về đây hơn một năm đến lương em muốn đưa hết cho mẹ em lấy của mẹ làm gì vì mày đưa hết rồi nên bây giờ mày muốn lấy lại để đem về cho mẹ với anh mày đúng không kiên dường như vẫn tin vợ anh nói với linh chị với mẹ tìm kỹ chưa thu không phải là người như thế đâu cậu có phải nó đâu mà biết không chừng nó cố tình tỏ ra như thế để cậu tin nó đấy đúng đứa con ạ nhà này không phải nó thì còn ai nữa hôm nay cô mà không đem ra thì không xong với tôi đừng trách là người làm mẹ chồng này ác nhưng con không lấy mà con lấy gì đem ra cho hai người còn phải làm sao thì hai người mới tin con tin cụ á à? tin cô để nhà tôi lại nuôi ong tay áo có khi cô bán cả cái nhà này đi mà tôi không biết ấy thô nghe những lời bịa đặt như vậy mà không có cách nào chứng minh bất giác Nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào Mẹ, con xin thề là con không lấy tiền của mẹ Thề, ai tin được cô Thấy nói mãi không đi đến đâu Linh quay sang níu tay bà Hoa Mẹ, không nói nhiều với nó nữa Lục đồ của nó là biết Không đợi thêm nữa Bà Hoa với Linh lao vào tìm kiếm Giữ hết đồ của Thu ra sàn nhà Thu muốn can ra cũng không được Chỉ biết khóc Con xin mẹ tin con Con không lấy tiền của mẹ mà mặc kệ con dâu khóc lóc cầu xin bà hoa với con gái vẫn hung hổ làm kiên dù muốn nói giúp vợ nhưng cũng đuối lý đành bất lực nhìn mẹ và chị lục đồ của vợ cho đến khi một chiếc hộp nhỏ khóa kỹ càng được lôi ra bà hoa rơi trước mặt thu cái gì đây cô có nói không lấy thu thấy chiếc hộp toan với lấy lại nhưng linh đã nhanh tay cầm trước giữ chắc trong tay con xin mẹ đây là đồ của con mẹ cho con xin lại đồ gì mở ra cho mọi người cùng xem có một đồ ăn cắp linh chêm vào không phải là đồ riêng của con thu tiếp tục khóc lóc nước mắt đã ướt đẫm trên má kiên nhìn chiếc hộp đột nhiên một chút nghi ngờ le lói trong anh anh bèn bảo vợ đồ gì em mở ra cho mọi người cùng xem ba mặt một lời ánh mắt thu nhìn kiên như van nài nhưng dường như anh không hiểu lực thu đành đưa chìa khóa ra, linh giành lấy nhanh như sợ cô đổi ý. lúc chiếc hộp được mở ra bên trong toàn những tờ tiền được cuộn nhỏ, thấy tiền bà hoa và linh mắt sáng lên. vậy mà mày còn chối không lấy? đây là tiền em đi làm thêm dành dụm, em cuộn từng tờ lại cất như vậy rồi, chẳng lẽ còn giống với tiền của mẹ sao? kiên dường như cũng xua tan mọi nghi ngờ liền nói giúp vợ, đúng đấy. Tiết kiệm mỗi tháng từng tờ mới cuộn lại được như vậy Nếu mẹ nói mẹ cũng cuộn như vậy Thì con có bằng chứng khác Mỗi tờ tiền đều có dấu đóng của công ty con Vì đó là tiền làm thêm Nên phải được kiểm rõ ràng Thù kiên định Và hoa cứng họng Biết không thể đổ tội ăn cắp cho con dâu được nữa Đành dịu giọng Nếu vậy sao cô không nói từ đầu Mất công mẹ con phải nói với nhau con nói từ đầu rồi Nhưng mẹ với chị Linh không tin con Vậy là nhìn hộp tiền tiếc lắm Nhưng bà Hoa với Linh cũng đành phải đi về Thu mệt mỏi lau nước mắt Rồi xuống thu dọn đống bừa bộn Mà hai mẹ con Linh vừa gây ra Kiên thấy vậy cũng phụ vợ Tính mẹ nhiều khi Con nói hơi quá Em đừng để bụng nhé Thu nhìn chồng im lặng tỏ ý chấp nhận Lại tiếp tục dọn dẹp Rồi nghĩ thế nào cô nói với chồng Hay là mình ra ở riêng đi Kiếm căn nào gần đây cho em mệt mỏi lắm rồi Kiên nghe vợ nói thì có chút bối rối Anh giả vờ tập trung dọn đồ Không nhìn vợ Chuyện này để anh tính thêm Chứ ra ở riêng đâu phải ra được ngay Vâng anh tính nhanh lên nhé Ừ Dù nói với vợ thế cho cô yên tâm Nhưng kỳ thực trong lòng Kiên Anh vẫn lo mẹ có một mình Và lại sống ở nhà đang thoải mái anh chẳng muốn đi đâu cả anh cứ nói tạm thế đợi thêm thời gian nữa thu quên thì lại thôi thu chưa kịp quên thì điều bất ngờ xảy ra kiên đi làm bị tai nạn giao thông gãy một tay phải bó một nghỉ ở nhà ít nhất một tháng bà hoa biết tin thì lu loa lên nói sẽ bóp chết thứ nào đâm vào con bà nhưng kỳ thực là kiên tự ngã rồi bà lại bảo con trai con cứ ở nhà chăm sóc sức khỏe cho tốt Khỏi hẳn rồi hãng đi làm Mẹ sẽ chăm cho con Thu sợ chồng lo cũng nói thêm Anh cứ ở nhà yên tâm dưỡng thương Em lo được Nghe vậy Kiên cũng yên tâm hơn Những ngày Kiên ở nhà Anh mới thấy được nhiều chuyện Mà bình thường anh không thấy Thu tất tả đi làm Rồi lại về cơm nước giặt rũ dọn dẹp cho cả nhà Bà Hoa cả ngày cứ đi ra đi vào Dù rảnh Nhưng cũng chẳng làm nữ được gì cho con dâu quá đáng hơn là Linh Chị ta đã không chịu đi làm Sáng thì ngủ đến 10 giờ mới dậy Dậy rồi còn mới đủ đỉnh lấy đồ ăn sáng Một Thu đã chuẩn bị cho cả nhà Miệng còn lầm bầm đồ ăn không ngon Ăn sáng xong Chị ta cũng chẳng nghĩ đến việc làm gì đó Lại leo lên phòng nằm xem điện thoại Lướt facebook Rồi chụp ảnh đăng lên Không thì cũng nhắn tin gọi điện buôn chuyện đến trưa Chờ em dâu nấu cơm sẵn cho Ăn trưa xong Chị ta ngủ tiếp đến chiều nếu không ngủ thì là lên đồ đi chơi đâu đó Cuộc sống của chị ta sang chảnh như một quý bà Ngược lại hẳn với sự tất bật của Thu Nhìn vợ vất vả Những hình ảnh mà mọi khi Kiên chẳng thể nào thấy vì mãi đi làm Anh bỗng thấy thương vợ nhiều hơn Anh không nghĩ em có thể làm nhiều việc đến thế Hóa ra thời gian qua anh đã quá vô tâm với em Kiên ôm Thu vào lòng Khi cô đã hoàn thành việc nhà và trở về phòng Thu Cuối cùng thấy chồng cũng hiểu những cố gắng của mình Cô cảm động lắm Cô cười mắt giống lệ Em cảm ơn anh đã hiểu cho em Sau này hai vợ chồng mình Cùng cố gắng hơn nhé Kiên càng ôm vợ chặt hơn Ừ anh hứa Những ngày sau đó Kiên cứ nghĩ mãi về sự tần tảo của vợ anh Và sự thảnh thơi vô lý của chị gái Anh quyết định nói chuyện với mẹ và chị gái Về công việc của Linh Mẹ chị Linh cũng đã 32 tuổi, không còn trẻ nữa, chuyện chồng con của chị ấy, con không can thiệp nữa, nhưng công việc thì cũng không, mẹ cứ định để chị lông bông cả đời thế này sao?" Bà Hoa có chút bất ngờ về thái độ của con trai, bà không hiểu sao đột nhiên con trai lại nhắc đến chuyện này. "Kiên, con có chuyện gì sao? Vì sao đang không lại nói vậy?" "Không, chẳng có chuyện gì cả, nhưng ở nhà con mới thấy được nhiều thứ." Trong đó có việc chị Linh cứ ăn không ngồi rồi cả ngày Này Cậu rảnh quá nên soi mói đi à Linh nhảy dựng lên Tôi không đi làm được vì tôi yếu Cái đó từ nhỏ rồi Cậu cũng biết mà Kiên nhìn chị gái ngưng một chút Rồi anh nói Em biết chị yếu Nhưng chị cũng được học hành đàng hoàng Bằng cấp đầy đủ Ngoài kia rất nhiều công việc Văn phòng Chị có thể làm nếu cần để em xin cho chị Linh cứng họng Bèn quay sang nháo nháo với Bảo Hoa Mẹ, mẹ xem nó nói kìa Con vừa về nhà sống thoải mái không được bao lâu Nó đã bắt con đi làm Bà Hoa cũng thấy thương con gái Biền nói với Kiên Thôi con, chị con yếu từ nhỏ Với lại cũng mới ly hôn Con để cho chị nghỉ ngơi thêm thời gian nữa Rồi tính con nhé Ơ mẹ Linh gào lên Ý chị ta là không muốn đi làm Cứ sống cả đời vậy để ăn bám mẹ Với vợ chồng em trai Chứ không phải là nghỉ thêm một thời gian nữa rồi đi làm Nhưng dường như bà Hoa Chẳng hiểu cái ý nghĩ lười biếng Của con gái mình Mà có hiểu thì cũng không chấp nhận Ai đời lại cứ muốn ăn bám vào mẹ Với em trai mãi như vậy Linh nghĩ được vậy Liền thôi không nói nữa Tức giận đi lên phòng Sáng ấy Thu đi làm như mọi ngày Cô không để ý phía trong nhà Linh đang lén lút ngó ra Thấy cô đã đi khuất Linh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó Giọng thâm hiểm Làm gọn lẹ vào nhé Giải quyết xong thì gọi cho tôi Thu chạy xe ra tới đường lớn Có một chiếc xe ô tô đen chạy theo cô Cửa xe dán kín mít Không thấy người bên trong Đi được thêm một đoạn Đến chỗ vắng Thì chiếc xe bấm còi ít nhỏi Rồi vượt lên song song với Thu Cửa kính trước mở ra Chị ơi cho tôi hỏi đường tới xóm Bắc Thu thấy bên trong là mấy người đàn ông lạ mặt Nghĩ có thể họ là người lạ không biết đường thật Bè nói Đi tới phía trước rẽ phải rồi đi tiếp thêm một đoạn là tới Người đàn ông hỏi đường lắc lắc đầu nói Cô dừng lại chỉ gió hơn được không? Tôi vẫn không rõ lắm Nhìn đoạn đường hơi vắng vẻ Thu cũng hơi ái ngại Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của người hỏi đường cô cũng bấm bụng dừng lại chiếc xe ô tô cũng dừng lại theo bên cạnh rồi thu chẳng kịp chỉ đường tiếp cửa sau xe ô tô mở ra hai người đàn ông lực lưỡng lao xuống một người bịt miệng cô một người nhanh chóng giữ lấy cô chỉ mất mấy giây cả người cô liệm đi không biết gì nữa khi thu mở mắt ra thì trời đã tối cô nằm trong một căn phòng lạ lắm và không một mảnh vải che thân thu hốt hoảng vùng dậy cả người cô hệ ẩm, cô nhìn quanh nhưng không oai thu hoang mang, khủng khiếp, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. cô lao như điên về nhà. kiên đã ngồi sẵn đó, cùng mẹ chồng và linh, cả ba người như đang chờ cô về. mặt kiên như tối sầm lại khi thấy cô, còn mẹ chồng và linh thì không giấu nổi sự khinh bỉ đối với cô. mẹ, chị, anh kiên thu run rẩy bước vào nhà. Trong lòng cô trào lên một nỗi sợ hãi khó tả. "Cô đi đâu giờ này mới về?" Em Thu đột nhiên không biết trả lời ra sao. Lúc sáng là cô đi làm và sau đó chẳng để cô kịp trả lời, Linh đã thả một nụ cười khẩy về phía cô. "Cậu hỏi vậy làm sao nó trả lời được, chẳng lẽ lại trả lời là đi nhà nghỉ với trai?" Bàn tay Kiên đã nắm thành nắm đấm, run rẩy trên sofa. Mặt anh căng lên những mạch máu xanh lằn trên chán Dường như anh đang cố kìm nén Để không làm gì quá đáng với người vợ mà anh đã tin tưởng Chị nói gì vậy chị Linh? Chị nói thế là sao? Tao nói không đúng à? Mày làm gì chính mày còn không hiểu sao? Cả nhà này đã biết hết bộ mặt thật của mày rồi Nói xong Linh cầm điện thoại của mình lên Rồi dí vào mặt Thu Thu dường như không tin vào mắt mình Trong điện thoại một đoạn clip được chiếu lên, trong đó là hình ảnh cô đang ngủ, quần áo đã cởi hết, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt đang sờ soạng cô, giống như cố tình để những hành động đấy lọt vào clip. Thu hốt hoảng chạy lại nắm lấy cánh tay Kiên, "Anh anh nghe em giải thích, là em bị gài, em không có bị gài, ai mà gài nổi mày?" Linh chen vào, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ nhà tôi vô phúc mới lấy phải loại con dâu như cô mẹ chồng nói rồi quay sang con trai kiên nó làm đến thế rồi con bỏ ngay đi còn gì nữa con còn trẻ mẹ sẽ lấy cho con vợ khác chứ cái loại lăng loàn thế này tao chưa cạo đầu bôi vôi thả trôi sông là may mẹ đây thật sự không phải con làm con bị gai thu tiếp tục van xin nước mắt đã đầm đìa khắp khuôn mặt thôi đi đang lời qua tiếng lại đột nhiên kiên đập bàn rồi đứng lên thu nhìn chồng mình chăm chăm trong lòng cô vẫn hy vọng về một điều gì đó nhưng kiên đã làm cô thất vọng anh chỉ vào mặt cô tôi không chấp nhận loại vợ lăng loàn chắc nít như cô cút thu dường như chẳng thể tin vào tai mình ánh mắt vẫn không rời khỏi người chồng mà cô đã tin rằng nhất định sẽ tin cô vậy mà trong ánh mắt anh bây giờ đang vằn lên những tia căm phẫn nhìn cô như kẻ thù địch. Anh đừng để tôi nói đến lần thứ hai. Thu muốn cầu xin anh lần nữa, nhưng Kiên đã thẳng thừng từ chối ngay khi cô mở lời. Nhìn người chồng đầu ấp tay gối hơn năm nay, trong lòng Thu dâng lên một sự uất ức không tà nổi. Nhìn sang mẹ chồng và chị chồng, chẳng ai bên cô cô nào, còn liên tục kêu Kiên bỏ cô. Cô bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười. Cô quay đầu, lết những bước chân nặng nề ra khỏi nhà cô chạy xe như vô định thu chẳng biết đi đâu trong tâm trí cô bây giờ là những điều ngọt ngào và cả khổ đau của hơn một năm làm vợ làm dâu dẫu vậy cô thật sự vẫn chưa tin nổi kiên vừa đuổi cô ra khỏi nhà bỗng tiếng còi lớn vang lên như kéo cô về thực tại một chiếc mô tô hầm hố chạy lên song song với cô đi đứng kiểu gì thế muốn chết à rồi chiếc xe cùng người lái trong chiếc mũ bảo hiểm kín mít đi thẳng. Đột nhiên, trong đầu thu dấy lên một điều gì đó. Cô nhìn chiếc xe tải lớn đang chạy phía trước, vít ga, lao thẳng về phía chiếc xe. Thu thấy xe mình đổ dầm một cái, rồi cô cũng mất tỉnh. Khi Thu tỉnh dậy, ta thấy bản thân trong bệnh viện, trên tay cô chằng chịt dây truyền dịch. Một người đàn ông ngồi bên cạnh cô, đang chống tay lên cằm, ngủ gà ngủ gật. Người đàn ông nhìn chừng 30 tuổi, khá đẹp trai, cũng rất khí chất, anh mặc một bộ đồ da màu đen hầm hố, nhìn rất quen. Thu đột nhiên nhớ ra, chính là người lái mô tô đã hét vào mặt cô. Lúc này, Thu mới nhớ ra bản thân đã bị tai nạn. Không, là cố ý tạo tai nạn. Nhưng người cô lúc này lại hoàn toàn lành lặn. Thu có chút bất ngờ, rồi lại thở dài, rồi lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua nước mắt lại rơi cô tỉnh rồi à người đàn ông đã dậy nhìn chằm chằm vào thu cô có chút bối rối vội quay mặt vào tường lén lau nước mắt là anh đưa tôi vào đây à cảm ơn anh cô nợ tôi hai mạng đấy sao lại hai mạng người đàn ông mỉm cười lần đầu cô đi ngang như là cua làm tôi suýt đâm phải lần hai là vì cô lao vào xe tải nhưng may mà xe tải phanh kịp tôi lại đưa cô vào viện vậy chẳng phải hai mạng sao anh thôi được rồi hai mạng thì hai mạng vậy kiếp sau tôi mới trả đủ chứ kiếp này tôi chỉ có một mạng thôi người đàn ông cười lớn nếu thế kiếp này sống chưa tốt cái mạng này là của tôi thì cô không có quyền tự hủy nữa thôi im lặng làm gì có ai muốn phải tự tử chứ cô thật sự quá cùng đường rồi thấy cô lại rơi vào trầm tư người đàn ông cũng nghiêm túc trở lại tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì nhưng trên đời này chẳng có gì quý hơn mạng sống cả nếu cô không trân trọng bản thân thì sẽ chẳng ai trân trọng cô đâu nói rồi anh đứng dậy tôi ra ngoài mua cháo cho cô thô không nói gì nhìn theo bóng dáng người đàn ông vừa đi trong lòng cô thầm nghĩ anh ta nói rất đúng chẳng có gì quý hơn mạng sống anh trai cô tàn tật như vậy còn cố sống thì tại sao cô phải chết Thu nằm viện một ngày thì về nhà Người đàn ông đi mua cháo Rồi gửi người đưa vào Không thấy anh ta quay lại nữa Cô còn chưa hỏi anh ta tin gì Thấy con gái về khuôn mặt tiểu tụy Mẹ cô xót lắm Nhưng tuyệt nhiên bà không hỏi con Đã có chuyện gì Chỉ rơm rớm nước mắt Về ở với mẹ, mẹ nuôi Thu nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ Và khóc ôm lấy bà vậy là thời gian sau đó cô sống ở nhà mẹ mấy ngày sau kiên gửi đơn ly hôn đã ký sẵn tên cùng với quần áo và đồ đạc của cô thu lúc này dù đã nguôi ngoai phần nào nhưng khi nhìn tấm ảnh cưới nhỏ được gửi cùng cô vẫn vô thức rơi nước mắt cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn hơn một năm kết thúc cũng chóng vánh dù cô đã cống hiến hết thảy vậy mà chỉ nhận lại một sự không tin tưởng đến đau lòng vì nghỉ việc không lý do quá lâu thu bị đuổi việc mẹ cô không trách móc cô nào chỉ nhẹ nhàng bảo cô không có việc này thì mình làm việc khác cuộc đời còn dài mà con thu gật đầu trên vai mẹ nước mắt vẫn lặng lẽ rơi ở nhà với mẹ đỡ đần công việc buôn bán nhỏ của mẹ phụ mẹ chăm sóc anh trai cô cũng cảm thấy lòng mình dần bình yên trở lại đôi khi cô cũng nghe ngóng tin tức về kiên nhưng dường như sau ly hôn Anh sống khép kín Chẳng ai biết chút gì về anh Nhiều lúc Thu cũng muốn gặp anh một lần Để nói rõ những âm ước ngày đó Mà rồi lại nghĩ Lúc này nói những điều ấy Liệu có còn ý nghĩa gì không Điều này khiến cô cứ phân vân mãi Cô ở nhà thêm 2 tháng Thì có người bạn giới thiệu cô làm cho một công ty trên thành phố Mẹ động viên cô đi Thu suy nghĩ rất nhiều về việc rời khỏi quê hương, rời xa mẹ và anh trai. Khi nghe mẹ nói rằng nên đi để thay đổi môi trường, cô nhận thấy điều đó là đúng, quyết định đồng ý. Công ty của Thu làm đúng giờ hành chính, cô cũng lạ nước lạ cái, không quen biết nhiều, tính cô lại khép kín xưa nay, nên ngoài đi làm, cô cũng chỉ thui thùi ở phòng một mình. Xóm trọ cô ở toàn sinh viên, chỉ mỗi cô là người đi làm, nên cô cũng không giao tiếp với ai một ngày mưa gió cô lầm lũi chạy xe trong mưa về nhà trọ gần tới đầu ngõ rẽ về xóm trọ bỗng một người đàn ông lao từ trong ngõ ra tóm lên xe cô cả người anh ta ướt như chuột lột dù tối nhưng trong ánh đèn đường lờ mờ vẫn thấy đường vết thương trên đầu đang chảy máu xuống mận đỏ cả một vùng áo thô có chút hoảng hốt người đàn ông tha thiết giữ lên xe cô tôi xin cô cứu tôi với tôi không thể đi bệnh viện được, thù bối rối lắm. từ sau vụ giúp người qua đường khiến cô rơi vào tình thế không thể giải thích, cô trở nên cảnh giác với những trường hợp như thế này. bất ngờ người đàn ông không trụ được nữa nằm ngục xuống đường, thu hốt hoảng dựng xe xuống xem xét. lúc lật người đàn ông lại cô mới nhận ra đó là người đã cứu cô hai mạng. vậy là không nghĩ nhiều nữa, cô dìu anh về phòng mình. người đàn ông vẫn bất tỉnh. Nhưng vẫn còn hơi thở Thu để anh ta nằm tạm trên chiếc chiếu dưới sàn Cởi bớt đồ ướt trên người anh ta Rồi lấy khăn lau nước Hòa lẫn máu đang ngưng chảy Khuya anh ta mới tỉnh lại Miệng không ngừng nói Nước cho tôi nước Lấy nước cho anh ta Rồi bón cho anh ta uống Được một lát người đàn ông mới tỉnh hẳn Cảm ơn cô Lần này coi như chúng ta hòa nhé Anh bị sao thế Thấy Thu nhìn chầm chầm vào vết thương trên đầu Người đàn ông mỉm cười À một chút sự cố Không sao đâu May mà có cô Thu gật đầu Hiểu ý không hỏi nữa Vậy bây giờ anh về được không Hay tôi đưa anh về nhé Tôi Nhà tôi Hay là đêm nay cô cho tôi ở nhà ở đây nhé Không được Thu hơi bất ngờ nên nói hơi to Nhận thấy mình nói hơi to nên thu bèn dịu giọng lại. Tôi là phụ nữ, anh là đàn ông, làm sao ở chung phòng qua đêm được? Lỡ ai thấy thì nghĩ tôi thế nào? Người đàn ông nhìn ra ngoài trời đang mưa, ánh mắt tỏ ra đáng thương. Trời đang mưa mà, cô nữ để tôi đi ra ngoài thời tiết như thế này sao? Vui lại nhà cô còn có gác xếp, cô lên đó ngủ, tôi ngủ dưới này cũng được mà. Thu nhìn lên gác xếp có giường của cô phía trên nhìn lại bầu trời đang đổ mưa tầm tã cùng khuôn mặt có phần yếu ớt của người đàn ông ngẫm nghĩ một hồi rồi cuối cùng đành động ý cảm ơn cô mà cô tên gì vậy tôi tin thu tôi tin phong cảm ơn cô nhé không có gì anh cũng thường giúp tôi mà xin ở nhà một đêm nhưng phong lại ở trọ của nhà thu tới hai ngày cô nhiều lần hỏi anh rút cuộc có rời đi không thì phong lại xin xỏ nói là sẽ không để ảnh hưởng đến cô còn ngoan ngoãn làm việc nhà trong thời gian cô đi làm anh gây thù chú oán gì với giang hồ nên trốn ở nhà tôi à phải tôi vay tiền người ta làm ăn chẳng may thua lỗ chẳng có gì trả lãi nên chúng đòi giết tôi giang hồ bây giờ manh động quá tôi tưởng chỉ có trong phim có thật đấy chỉ là làm kín hơn thôi thế anh không định đi làm trả nợ à có nhưng qua thời gian này đã Chứ bây giờ thỏ ra Chúng nó chặt đổ tôi đấy Thu nhìn Phong bĩu môi Cô không hề nhận ra Từ ngày có anh ở cùng Cuộc sống của cô đã bớt đơn điệu Dù những câu chuyện chẳng có gì nhiều Chủ yếu xoay quanh những việc lật vặt hàng ngày Những câu trêu đùa nhau rất trẻ con Nhưng đã khiến cô thoải mái hơn Sau những giờ làm căng thẳng Phong thích đọc sách Thu có mấy cuốn sách trên giá đó cũ là được bạn bè cho từ rất lâu rồi. Anh ở nhà đọc hết mấy cuốn đó, rồi lân la mượn những đứa sinh viên xung quanh. Lúc đầu Thu có phần khó hiểu với sở thích của anh. Người làm ăn như anh cũng thích đọc sách à? Kỳ lạ lắm hả? Thu nhìn anh gật đầu. Làm ăn thì cũng cần nâng cao kiến thức, mà sách là cái dễ nhất để có những điều đó. Vậy chăng anh đọc chưa đủ? chứ không sao làm ăn thu lỗ đến mức vì giang hồ đuổi giết phong ngẩng lên nhìn cô về mặt không biểu hiện cảm xúc gì khiến thu có phần bối rối tưởng mình đã lỡ lời rồi anh bất chợt mỉm cười đúng rồi nên tôi vẫn đang đọc tiếp đây thu nhún vai rồi vội vàng đi lên gác xếp. ở chung gần một tháng thu đã bắt đầu quen với sự có mặt của anh dần quen với những giờ tan làm có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn với những câu trêu đùa khiến cô cười tươi hơn những nụ cười mà từ sau khi lấy chồng cô chẳng mấy khi làm được thu dần chấp nhận cuộc sống của phong có một hôm phong kiếm đâu đó vài chậu xương rồng và sen đá nhỏ đem về đặt ở bậu cửa sổ phòng cô thu đã ngắm nghía chúng rất lâu phong nhìn thu ánh mắt dán vào những cây xương rồng và bông sen đá lơ đễnh nói Đẹp đúng không? Chúng cũng giống cô." Thu nghe rõ, nhưng cô già vờ hỏi lại, ánh mắt ngơ ngác. "Hả? Anh nói gì cơ?" "Không có gì, tôi đi dọn cơm cho cô nhé." Thu nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc kỳ lạ, khiến cô bất giác mỉm cười. Một chiều nọ, Thu tan ca như bình thường. Cô trở về nhà, còn đem theo vài cuốn sách kinh doanh mượn được từ người bạn cùng làm khi vô tình thấy cô ấy đem đi bán đồng nát nghĩ đến việc phong sẽ mừng lắm khi thấy mấy cuốn sách trong lòng thu cũng vui lây thế mà khi về đến phòng thu lại thấy cửa phòng đã khóa cô thấy lạ vì bình thường phong không ra ngoài giờ này dù cô biết anh có lúc cần ra ngoài nên đã đánh thêm một chìa khóa cho anh nhưng thường giờ này anh sẽ ở nhà nấu cơm và chờ sẵn cô về thu mở cửa thấy trong phòng cơm canh đã xong xuôi còn nóng nghĩ có lẽ anh có gì bận đột xuất nên ra ngoài chút rồi về thu bèn tắm rửa rồi chờ anh về ăn cơm cùng luôn nhưng tắm xong chờ mãi tới khuya cơm canh nguội ngắt vẫn không thấy anh về thu bắt đầu sốt ruột gọi điện nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút dài vô tận đêm đó thu ngồi thức chờ anh đến khi mệt quá thiếp đi những ngày sau phong cũng không xuất hiện nữa thu lô anh đã xảy ra chuyện gì bèn đi xung quanh khu đó dò hỏi xem có tai nạn nào không có ai đánh nhau không nhưng câu trả lời luôn là những cái lắc đầu mất một tuần thu mới chấp nhận là phong đã rời đi rời khỏi cô và cuộc sống của cô nhìn những chậu xương rồng và sen đá vẫn nằm yên trên bậu cửa sổ bất giác lòng thu dâng lên một nỗi buồn không nói nên lời Thu lại tiếp tục trở về những ngày tháng lầm lũi bất tận, dường như Phong rời đi cũng đem theo toàn bộ những niềm vui của cô đi theo, dường như Phong rời đi trái tim cô cũng chẳng còn là của cô nữa, dường như cô đã yêu anh. Phong rời đi hơn 3 tháng, lòng Thu mới yên bình trở lại. Một buổi chiều, Thu chạy xe trở về nhà trọ sau khi tan ca, đang đi một chiếc xe ô tô không có ý thức tạt nước lên người cô rồi chạy mất, Thu dừng xe, nhìn quần áo đã bị tạt ướt, trong lòng ấm ức nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Vô tình, ánh mắt cô dừng lại ở một quán cà phê bên kia đường. Trong quán cà phê sang trọng, một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài quen thuộc đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Người phụ nữ đó chẳng phải là Linh, chị chồng cũ của cô sao? Còn người đàn ông đối diện cô nhìn cũng thấy quen quen cố gắng lục lại trong trí nhớ thu bàng hoàng nhận ra đó là người đàn ông trong clip ở nhà nghỉ clip khiến cô phải ly hôn tại sao chị linh lại đi cùng anh ta tại sao chẳng lẽ linh chính là thu run rẩy khi nghĩ tới cái điều kinh khủng đó cô muốn biết sự thật cô muốn biết năm đó tại sao cô lại bị gài vào đó tại sao lại có dịp khiến cô bị hiểu lầm Rồi bị đối xử như vậy Hơn một năm nay Từ khi chuyện đó xảy ra Cô đã từng nghĩ sẽ tìm cách Minh oan cho bản thân Nhưng khi Kiên gửi tờ đơn ly hôn đến cho cô Cô đã chẳng còn thiết tha nữa Bây giờ Lại gặp hai người kia thế này Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ Lấy hết dũng khí Thu bước vào quán cà phê Bước thẳng về phía chị chồng cũ đang ngồi Chị Linh Nhìn thấy Thu Chị ta có vẻ hơi bất ngờ Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Ờ đây chẳng phải em dâu của tôi sao À không Bây giờ là em dâu cũ rồi Chẳng bận tâm những lời mẻ mai của Linh Thu hỏi thẳng vào vấn đề chính Chị Linh Tại sao chị lại đi với người đàn ông này Đây là người đó ở trong clip đó Chị đừng nói là chị không nhớ Linh có hơi trột dạ Chị ta liền nhìn ra ngoài tao không được phép đi cùng à? Chị Linh, có phải năm đó chị cấu kết với người này bày kế hại tôi không? Này, mày nói linh tinh cái gì đấy? Ai thêm hại mày? Mày đi làm chuyện có lỗi với em tao, bây giờ lại còn đổ thừa cho tao à? Thu tức giận nhìn người chị chồng giả tạo, nhìn sang người đàn ông bên kia đang ngồi nhìn như xem kịch hay. Anh kia, anh nói đi, là anh cấu kết với chị ta hại tôi đúng không? Người đàn ông nhìn cô nở nụ cười đều giả cô em à vu khống là đi tù đó không được nói bậy nhá thu muốn nói thêm nhưng nhận thấy bản thân quá đuối lý đành ôm thức giận ra về về nhà càng nghĩ cô càng thấy ấm ức thu quyết định sẽ về quê mấy hôm tìm lại chân tướng năm xưa cô tìm đến nhà nghỉ năm đó cô bị đưa đến xin trích sức cam nhưng vì đã rất lâu rồi băng ghi hình năm đó đã không còn được giữ nữa, thu buồn lắm, đó gần như là bằng chứng duy nhất cứu cô. Thu thất thểo ra về, chạy xe mà lòng cô cứ mông lung, chẳng để ý xung quanh. Bỗng tiếng còi xe vang lên làm cô bừng tỉnh. Một chiếc xe mô tô chạy lên song song, khung cảnh quen thuộc lại hiện lên trong đầu cô. Người lái xe mô tô cũng mặc một bộ đồ da, đeo mũ bảo hiểm kín mít. Đi đứng kiểu gì thế, muốn chết à? lại là câu nói đó giọng nói đó thu lúc này mới nhận ra người đàn ông đi mô tô bên cạnh mình là ai cô vội phanh xe lại người lái mô tô cũng dừng theo chẳng chờ thêm nữa thu liền lao lên phía anh ta lật kính mũ bảo hiểm lên phải sau lớp kính đen dày một khuôn mặt quen thuộc với ánh mắt chiều mến nở nụ cười với cô là tôi đây thu dường như không tin vào mắt mình đúng là anh là phong Nước mắt cô bất giác ứa ra Đỏ hoe hai hốc mắt Cô tức giận đấm vào ngực anh liên tục Đổ điên Sao anh rời đi không nói gì cả Tôi còn tưởng Tôi còn tưởng Có gì đó nghẹn ngào làm cô không thể nói tiếp Vậy là cô cứ thế hỏa khóc nức nở Bao nhiêu ấm ức cứ vậy tuôn ra Phong bối rối không biết làm sao Liền ôm cô vào lòng Hai người đứng đó rất lâu Rất lâu Thu đưa Phong về nhà mẹ giới thiệu là bạn đến chơi Tối Thu không ngủ được Bèn ra ngoài nghiên ngồi Trời trong Gió hiu hiu Nhưng lòng cô đầy những hỗn độn Còn tức giận chuyện gì sao Phong đứng phía sau cô từ bao giờ Kéo ghế ngồi xuống cạnh cô Ờ ừ, một chút chuyện trong quá khứ Tôi có thể nghe được không Thu nhìn Phong Có chút ngập ngừng Rồi cũng quyết định kể cho anh nghe Phong nghe rất chăm chú anh tỏ ra đồng cảm với cô Hóa ra lần cô muốn tự tử đó Là vì vậy sao Thu gật đầu cười buồn Thật ngốc khi tôi đã từng có những ý nghĩ như vậy nhỉ Phong im lặng cúi đầu suy nghĩ Thu thở dài một cái Rồi lại nhìn sang Phong Còn anh Sao anh cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy Phong mỉm cười nhìn cô Hóa ra Phong không phải trốn nợ giang hồ Mà anh bị người khác cố ý muốn giết còn bất ngờ hơn anh không phải là người làm ăn bình thường bố anh là chủ tịch một tập đoàn lớn muốn cho anh thừa kế nhưng những người cổ đông cho rằng anh còn trẻ không thể thay thế chủ tịch dù nếu anh thừa kế bố thì anh sẽ có cổ phần cao nhất trong số những người phản đối có một người rất muốn ngồi vị trí chủ tịch thay anh nên đã tìm người muốn giết anh trong những ngày tháng ở nhờ nhà cô anh đã tìm cách để tố cáo người kia và giành lại niềm tin cũng như vị trí chủ tịch vốn là của anh. Ngày đó, sợ nói rõ cô lại lo cho anh rồi tìm anh, khiến bên kia dùng cô ép buộc anh, nên anh mới âm thầm rời đi. Thu bất giác thấy bản thân mình thật nghèo hèn trước mặt anh, bất giác thấy xấu hổ với anh. Cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ có những tháng ở căn phòng trọ đó, tôi đã tìm ra cách lật ngược tình thế và chứng minh bản thân với những cổ đông khác. Cảm ơn cô lắm. Thu cười Có chút gượng gạo Tôi... tôi cũng nợ anh mà Cả hai lại rơi vào im lặng Với những suy nghĩ của riêng mình Ánh trăng đêm vẫn sáng ghiên đầu Sáng hôm sau Phong nói ra ngoài có chút việc Nên chạy mô tô đi từ sớm Mãi đến trưa anh mới về Ăn cơm xong Lung giúp Thu rửa bát dọn dẹp Anh nói nhỏ với cô Chiều đi có việc với tôi nhé Thu nhìn anh khó hiểu có chuyện gì vậy Cứ đi đi rồi cô sẽ biết Phong mỉm cười bí hiểm Thu định hỏi thêm Thì anh đã đi lên nhà Chiều Phong chở Thu đi theo lời hẹn Ngồi phía sau anh Mất một lúc Thu mới nhận ra Đây là con đường về nhà Kiên Này Anh định chở tôi đi đâu đấy Về nhà chồng cũ của cô Anh định làm gì vậy Chẳng phải cô có nỗi âm ước trong quá khứ sao Tôi sẽ giúp cô giải quyết triệt để Thu nhìn Phong không biết anh định làm gì Nhưng cô bỗng thấy lòng mình ấm áp đến lạ Chiếc xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc Nơi cô đã từng sống hơn một năm Từng có quá nhiều chuyện ở đây Phong nhanh nhẹn bấm chuông Người ra mở cửa là bà Hoa Thấy cô bà ta chống nạnh nói Cô về đây làm gì? Cái nhà này bị cô lừa chưa đủ hay sao hả? Thôi im lặng Cô vẫn hơi sợ mẹ chồng cũ Thấy vậy, Phong tiến đến. "Hôm nay chúng cháu không đến nhà bác để gây sự, mà chỉ đến để giải quyết những việc còn dang dở, để mọi chuyện được rõ ràng. Nhà tôi chẳng có gì cần cậu giải quyết hết, cậu về đi." Đang nói thì kiên trong nhà vọng ra, "Mẹ, ai đi mẹ?" "Không có gì đâu, người ta hỏi đường." Bà Hoa vội trả lời lấp liếm, nhưng kiên đã nhìn thấy Thu ở cổng liền đi ra. "Sao? Cô còn đến đây làm gì?" Còn dắt trai đến nữa à Thôi im lặng Cô thật sự không biết Phong định làm gì Nên chẳng biết nói gì lúc này Anh là Kiên Chồng cũ của Thu Giao Phong tiến lên đứng trước mặt Kiên Phải tôi là Kiên Kiên có chút ngờ vực Người đàn ông đi cùng vợ cũ đầy cảnh giác Chúng ta nên vào nhà Tôi muốn cho anh biết sự thật Về lý do khiến hai người ly hôn Kiên nheo mắt nhìn Phong Tư thái đĩnh đạc của Phong khiến anh có chút bối rối dù vẫn chưa biết là gì kiên vẫn muốn thử một lần liền gật đầu được hai người vào nhà đi bà hoa có vẻ không hài lòng nhưng thấy con trai nói vậy bà đành để thu và phong vào nhà khi cả bốn người đã yên vị ở phòng khách phong liền hỏi nhà mình còn một người chị gái tên là linh đúng không đúng kiên nhìn phong chậm rãi trả lời ánh mắt vẫn rất cảnh giác vậy có thể mời chị ấy xuống được không có chuyện gì kiên bắt đầu mất kiên nhẫn phong nhìn thấy điều đó liền mỉm cười chị ấy có liên quan trực tiếp đó cả bà hoa và kiên đều có chút bất ngờ này cậu ăn nói cho cẩn thận con tôi liên quan gì chứ nếu vậy bác cứ mời chị ấy xuống đây ba mặt một lời phong nhìn bà hoa và kiên như khích tướng rốt cuộc kiên cũng gọi chị xuống linh còn đang ngủ trưa bị gọi xuống thì nhăn nhó nhưng khi thấy thu cùng phong ngồi đó chị ta đột nhiên trở nên bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh sao đấy đang ngủ ngon chị là linh đúng không phong xác nhận một lần nữa linh có chút hoang mang gật đầu mời chị ngồi lúc này phong mới lôi ra một tập tài liệu bày lên bàn trong đó có ảnh cắt ra từ clip thu ở nhà nghỉ năm đó một vài bức ảnh chụp Linh đi chung với một người đàn ông trong clip Cuối cùng Phong đặt điện thoại lên bàn Trong đó phát video có hình ảnh Thu bị chuốc mê Bị đưa vào nhà nghỉ đó Bởi hai người đàn ông lạ Sau đó Phong lại mở một file ghi âm khác Linh bất ngờ Nhận ra giọng mình trong đó Xong chưa? Xong rồi nhá Ok Con em dâu chết tiệt Dám xui chồng nó bắt ta đi làm Lần này Tao xem nó còn ở nổi trong cái nhà này không Linh vội vã nhìn mẹ và em trai giải thích Cái này là bịa đặt Bịa đặt Con không làm thế Bịa hay không Gửi đến công an xác minh là được Tội cố ý xâm hại và tổ chức xâm hại người khác Cũng nặng lắm đấy nha Phong đúng đỉnh một bên Linh nghe xong dường như sợ hãi Không nói nên lời Kiên thấy thái độ của chị dường như hiểu ra Chị... chị làm thật sao? chỉ vì em kêu chị đi làm chị tưởng là thu xui khiến em nên chị lại hại cô ấy khiến chúng em phải ly hôn sao kiên con bình tĩnh linh đã bảo không phải mà con về tin chị con chứ bà hoa giữ lấy tay con trai định khuyên ngăn nhưng kiên đã hất tay mẹ ra mẹ họ đã tự tin đến mức đem ra công an xác minh thì chẳng có gì để nghĩ nữa đâu mẹ ạ mẹ đã nuông chiều chị ấy đến mức độ như vậy khiến con mất vợ mẹ vẫn chưa nhận ra sao kiên như gào lên Anh giơ tay ôm đầu Dường như rất hối hận vì hồi đó Chỉ vì một clip không xác minh rõ Đã bộ ly hôn vợ Bà Hoa thấy con trai như vậy thì im bật Khóc lóc Nhìn đứa con gái ngũ nghịch Mà mình nuông chiều Còn Linh Chị ta biết chẳng thể nói gì thêm Bèn xấu hổ đứng một góc Kiên nhìn về phía Thu đang ngồi im lặng nãy giờ Thu anh xin lỗi Anh Anh Kiên Chúng tôi đến đây không phải vì muốn đưa chị Linh ra pháp luật Chúng tôi chỉ muốn lấy lại công bằng Cho mọi người đều biết sự thật mà thôi Còn về anh Vi Thu Thì đó là chuyện riêng của hai người Nói đến đây Phong có chút ngầm ngừng nhìn về phía Thu Rồi anh nói với cô Anh chỉ giúp em vậy thôi Chuyện của em với Kiên Em tự giải quyết nhé Anh về nhà trước Nói rồi Phong đứng dậy Anh nhìn Thu một cái đầy tha thiết anh hy vọng cô hiểu được suy nghĩ của anh anh sợ cô chưa buông bỏ được kiên nên muốn giúp cô nhưng anh thật lòng hy vọng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra người cô có tình cảm là anh lúc phong ra tới cổng thu đã vội gọi anh phong đợi em phong vui vẻ quay lại nhìn thu đang đi ra khi cô bước tới gần anh anh với khuôn mặt có chút lo lắng tò mò hỏi Em với Kiên sao rồi Thu nhìn anh mỉm cười dịu dàng Mặt có chút ửng hồng Em với Kiên sẽ làm bạn Vì sau nhiều chuyện đã qua Em nghĩ em yêu người khác rồi Phong ngập ngừng Trong lòng le lói chút hy vọng Vậy người đó Thu mỉm cười ánh mắt tinh nghịch Không nói cho anh biết đâu Bao giờ người đó lại mua xương rồng Và sen đá thì em mới nói Phong dường như Thấy niềm vui vỡ hòa trong tim Anh ôm cô vào lòng Anh sẽ mua Sẽ mua cho em cả một vườn đầy xương rồng và sen đá nhé Thu vùi đầu ở vai phong Giấu đi một cái gật đầu nhẹ nhẹ Vậy là sau bao sóng gió Hãy cứ tin rằng Những người thật sự xứng đáng Sẽ nhận được hạnh phúc mà họ xứng đáng Quý vị và các bạn thân mến Câu chuyện đã đi đến hồi kết rồi Nghe chuyện chắc hẳn ai trong chúng ta cũng vô cùng bức xúc trước cách cư xử của bà mẹ chồng và người chị chồng cũng là phụ nữ cũng từng làm dâu vậy mà lại tự cho mình cái quyền ức hiếp con dâu ức hiếp em dâu mình trong khi bản thân mình lại chẳng ra gì cũng đáng trách cho cái anh chồng không biết bảo vệ vợ chưa tìm hiểu rõ sự tình đã vội vàng đòi ly hôn với vợ để cuối cùng khi anh ta biết đừng chân tướng sự việc của vợ mình muốn quay lại với vợ thì cũng đã muộn cũng thật thương cho thu một cô gái chỉ biết cam chịu tới mức nhu nhược song ông trời cũng không nỡ cướp đi mọi thứ của con người lấy đi cái gì đó thì sẽ trả lại họ những cái giá trị hơn nhân vật thu trong câu chuyện này trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng thì cô cũng có được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình chúng ta hãy chúc phúc cho cô gái này nhé và mong sao trong cuộc đời này sẽ không còn những thân phận bất hạnh như thu nữa cũng đã đến lúc nhật lệ phải chia tay quý vị và các bạn rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe câu chuyện xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại